Mẹ em không thích kiểu đàn ông như anh đâu. Kiểu đàn ông da mặt thì trắng, người thì cao, chân thì dài, còn ngón tay lại thon. Nghe như đang khen anh vậy. Đương nhiên rồi. Nhưng mà mẹ em lại cực kỳ kỵ người như anh. Lúc ông chủ mới vừa vào, ai cũng đều quay lại, kể cả nhân viên trong danh sách chờ hay tự nghỉ việc. Vậy thì tại sao tôi... Nhưng mà nghe nói lúc đó anh đã tìm được việc rồi mà. Em sẽ mua cả tòa nhà này, rồi sẽ đuổi cổ anh đi luôn. Anh hiểu chưa? Cái thằng này, em dám nói với anh thế à?